Hello anh ca sĩ Hùng, ca sĩ Cao Sĩ Hùng cùng với nghệ sĩ Kim Tiểu Long, bé Kim Tiểu Ly dùng một cái buổi tiệc gia đình nhỏ nhỏ để là chuẩn bị anh về lại Mỹ quý cô chú anh chị. Anh có cái nhà sẵn về, bé Kim Tiểu Ly đang chờ cái gì đó. Ai hơn, ai nên đó thì nên lên, còn ai hơn tự tâm tự diệt đi. Tự biết mình sai thì tự sửa nha. Đó, lấy cái đó làm nhạc phim, nhạc nền của cái bộ phim của mình. Cô ba. Đây con hát đây chứng hả? Đây là Lan. Dạ thưa anh. Dạ. Hello cái đẹp. Ủa cái ghê. Em cho chị cái ghê. Ca sĩ Ai Lan Quy mới đến nè, quý cô chú anh chị. Lan Quy. Vòng ghế của anh đây, anh cho Lan đi. Đi. Có hai đồng cắn nha. Ôi giỏi dữ hả? Giỏi gì hả? Sao? Ồ giỏi ghê luôn, con mời cô chú ăn cơm. Đây là hai ca sĩ nhí nè, quý cô chú chị. Dạ. Bởi vì không biết yêu thương gì. Bên đây cũng đi. Bò xây. Bò xây. Mossy. Em đi lấy coi. Lan Quy ăn gì? Lan ăn tự nhiên nha. Ủa vậy hả chứ không phải kêu chung. Ăn à. Giờ con kiếm nãy giờ hết rồi. Để nó báo nhân viên thêm thôi. Gì vậy? Gì vậy? Nó xấu gì vậy? Kêu rồi mà ăn luôn mà. Đúng rồi, để cho ông hết ăn cá. À mỗi người một phần á hả? Vậy mà nó thương tôi cái gì mà thương, bực bỏ hết sức. Cái dĩa rau bển hay ăn rồi, giờ qua đây đi. Dĩa rau hay ăn, giờ qua đây đi. Ăn cái món gì mà không ăn. Cho người ta bỏ vô, nói cho nghe là thương. Em làm ơn, chứ không có người nào ăn cái bầu đó. Không có gì hết trơn. Kêu chưa, kêu chưa, kêu gọi để qua chứ ăn được. Để tô mì quảng qua cho mẹ lên ăn đi. Có thể dùng một phở là ngay ăn cái để qua. Có hết sớm ra rồi. Ăn cái gì mà có nấm mối vậy? Dạ, có nấm mối à, cũng hơi nấm mối à. Đa phần chủ yếu ở đây sao anh Long thưởng thức ngon hơn anh Long? Ngon lắm em. Ngon lắm. Bà con cô bác cũng muốn anh Long chia sẻ tí xíu rồi khi nào mà anh Long về bển rồi khi nào anh Long có về lại Việt Nam anh Long? Dỗ tổ thì không về lại. Dỗ tổ hả? Dỗ tổ thì có cái lương năm nào cũng vậy mà. Dạ. Anh Long quá. Dỗ tổ nhớ không? Cái bữa dỗ tổ mình ăn bánh xèo. Như là cỡ tháng 7, tháng 8 anh mới về. Tháng 8 á. Tháng 8. Dạ. Đúng. Cho bé Kim Tiểu Ly nha. Rồi rồi bé Ly mời ăn rồi. Rồi cảm ơn bé Ly nha. Đây là do kêu từng món cho nên là chưa đem ra kẹp theo quý cô chú anh chị. Dạ. Bạn vậy cái này là nhóm của cha mẹ không có nhỏ. Thứ 6 này là vô hát cái hội chợ thương mại bên nhân vật lớn rồi nè. Anh Dương lên đường đó nè. Anh chưa lên được. Không có thể nói gì nữa. Không.
Trời ơi, ly dở hơn kìa. Nói gì giờ, trời ơi, không lẽ đây là sự thật. À, khánh khoát anh Kim Tiểu Long chúc từ bé đó. Kim Tiểu Ly ăn ha, dễ thương nha. Kim nha, ba đi về Mỹ không mà không nha. Không ai dụ được đâu, không ai dụ Kim Tiểu Ly được đâu. Ông chèo ba Ly ha. Không phải muốn dụ là dễ đâu. Nhớ nha, nhớ đừng liên về cái dục lên Facebook chăng nữa nha. Cái gì? Thật của đi xuống cho đóng quay ok không? Ủa, biểu ok không? Thấy chồng con ơi, ngồi em ơi, em khí thế được giảm một chút cái gì vậy? Chồng con giữ chưa? Bỏ vợ của con nói rồi. Giữ như con của con. Mà... cái này là không được, cái này không được. Em ơi, đồ ăn có lắm chưa? Cho nên là có tiền tiền tay. Đợi xíu. Ba gì bên Mỹ rồi, bé Ly cảm xúc lúc này sao bé Ly? Có buồn có nhớ ba không? Nhớ ba hả? Ôi. Cái này đang vừa tượng một cái cặp đôi nào đó đang hót lắm nè. Nên mua Di Đà Phật à. À, mong đại gia đình yêu thương bên thằng Nam trong quá trình quay những video đó. Không phải video quay chơi đâu, quý vị đề đó là video hẳn không lắm. Viên cá thôi cho ba hả? Có càng đính chính nhau. Bí mật, bí mật. Bí mật hả? Video thật không có đính nhau, không giả đâu nha. Sao gì biết bí mật. Ở đây là không có ghét nha. Không sao đây vậy ba. Anh làng tiên cá cho ba. Bí mật. Rồi. Thấy Kim Tiểu Ly dễ thương không? Bí mật. Sẽ có một chút xíu nữa sẽ có cái bất ngờ dành cho khán giả nghe quý cô chú anh chị. Kim Tiểu Ly giờ là không có tiết lộ được. Đúng rồi, tiết lộ đi cơ. Tiết lộ đi cơ. Rồi tiết lộ cho khán giả tí xíu được không? Chào khán giả, Kim Tiểu Ly chào khán giả. Nam bị nhức ở đâu vậy? Rồi nữa là có rồi. Ăn chay phải không? Ờ, đó mình ăn chay mình đâu bị nhức. Bên đây là màu mỡ quế à, hôm nay là buổi tiệc chia tay rất là ấm áp à, quý cô chú gì đợi tiễn anh Kim Tiểu Long ngày mai để ra sân bay chiều. À, tầm khoảng 3 giờ thì anh Long 3 giờ là anh Long qua bay về Mỹ đúng không anh Long? Không phải là 3 giờ anh ra sân bay, anh check in xong 5 giờ mới anh bay. Dạ, yeah. 3 giờ mình ra sân bay. Đó. Tầm khoảng 3 giờ là anh ra sân bay quý anh chị. Check in xong rồi cũng cả tiếng mấy quý anh chị. Đây là một cái video rất là vui à, gia đình nhỏ của anh Kim Tiểu Long. Đó, cùng với mấy anh em mình ha. Chia sẻ các khánh khoát cho bà con cô bác nha. Vô dùng đồ chay không quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác chia sẻ đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha. Bây giờ thì Duy Minh Kim Tiểu Ly tiết lộ bật mí luôn cho khán giả đi Kim Tiểu Ly. Đi sao đi bật mí dễ thương tuyệt vời đó rồi ha. Con gái có dễ thương đúng không? Quá dễ thương luôn. Anh thấy con bé Ly nó dễ thương không? Quá trời dễ thương luôn anh, mà nói là ba đi rồi có muốn có một cái món quà gì đó đặc biệt dành cho ba mà để sau khúc sau bật mí. Quá cười không?
Rồi chúc anh Long ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi bây giờ Duy Minh xin tạm gác máy là tí xíu nha quý cô chú anh chị. Đó, để là dùng cùng với gia đình nha. Rất là tuyệt vời luôn nè. Rất là thân mật. Anh Kim Tiểu Long là một nghệ sĩ phải nói là rất là dễ gần gũi luôn quý cô chú anh chị. Và đặc biệt có tấm lòng nhân ái. Đi tới đâu thì anh cũng gieo duyên chia sẻ tới đó quý cô chú anh chị. À, bà con cô bác đừng quên nhấn like đăng ký ủng hộ Duy Minh nha. Để Duy Minh chia sẻ những cái khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ cho bà con cô bác cùng xem ha, đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Đó. Bây giờ Duy Minh cũng xin chúc cho anh là trên con đường ca hát được bà con cô bác yêu quý ủng hộ anh càng nhiều để anh có những cái động lực cũng như là anh có tiền nhiều thì anh có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ha, giống như ước nguyện của anh. Đó, quý anh chị làm có nhiều chia sẻ nhiều cho những bà con cô bác khó khăn quý chú anh chị.